lò gạch cổ Sa Đéc, tọa lạc bên dòng Sa Giang êm đềm thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá lịch sử và văn hóa miền Tây Nam Bộ. Với hơn 100 năm tồn tại, những lò gạch này không chỉ phản ánh một thời kỳ hưng thịnh của nghề làm gạch truyền thống mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo về kiến trúc và cảnh quan đặc sắc. Lịch sử và giá trị văn hóa Vào những năm 70 của thế kỷ 20, nghề làm gạch tại Sa Đéc phát triển mạnh mẽ, trở thành nguồn kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình và cung cấp việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Những lò gạch được xây dựng sang sát, nhô cao bên bờ sông, tạo nên cảnh quan đặc trưng và góp phần vào nét đẹp văn hóa của vùng đất này. Kiến trúc độc đáo Các lò gạch ở Sa Đéc nổi bật với sắc đỏ của gạch nung và cấu trúc hình tháp nhọn, khiến nhiều người liên tưởng đến những tòa tháp châm nổi tiếng. Dưới ánh nắng, các lò gạch hiện ra như những tòa lâu đài nhỏ nhắn nhúm màu cổ tích, với mái vòm cong cong in lên nền trời xanh biếc, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn. Trải nghiệm tham quan Mặc dù nhiều lò gạch đã ngừng hoạt động và bị bỏ hoang, nhưng chính sự reo phong, cỏ dại bao phủ lại tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách. Khi bước vào bên trong lò gạch, ánh sáng mặt trời rọi từ lỗ ống khói trên nóc vòng tạo nên không gian huyền ảo, đẹp lạ kỳ, là phong nền lý tưởng cho những bức ảnh nghệ thuật. Hoạt động du lịch Du khách có thể tham gia các tour tham quan bằng thuyền dọc sông Sa Giang để ngắm nhìn toàn cảnh các lò gạch cổ từ xa, cảm nhận vẻ đẹp thanh bình và hoài cổ của vùng đất này. Ngoài ra, việc dạo bộ giữa những lò gạch, lắng nghe câu chuyện về nghề làm gạch truyền thống từ người dân địa phương cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Thời điểm lý tưởng để tham quan. Thời điểm lý tưởng để tham quan lò gạch cổ Sa Đéc là vào mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4, khi thời tiết khô ráo và mát mẻ, thuận lợi cho việc di chuyển và chụp ảnh. Đặc biệt, vào buổi chiều, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên các lò gạch, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo kết luận, lò gạch cổ Sa Đéc không chỉ là chứng nhân lịch sử về một thời kỳ hưng thịnh của nghề làm gạch truyền thống mà còn là điểm đến du lịch độc đáo, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên về kiến trúc, văn hóa và cảnh quan miền Tây Nam Bộ. Hãy đến và khám phá vẻ đẹp treo phong cổ kính của những lò gạch trăm tuổi, tận hưởng không gian yên bình và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại vùng đất Sa Đéc.